Bát hương lấy về rồi rửa đi, sao lại để dưới thế? Còn đi lấy lý do thì phải đặt lên cao chứ để thế à? Đặt lên bàn lên ghế chứ để đấy. Ôi giời ơi, sao lại lấy cái kia về lau bát hương? Ăn mà nhăm khà cái bấy nhà mà lau bát hương đấy. Phải thế, kiểu đó phải thế. Hôm nay cô đánh đá đấy. Ý này bảo là thầy đánh đá. À, mình phải ao thử gì mà mình nẹt. Giờ mình ao cái cân mà cái sao khá mà đã mà lâu. Mà là quá lâu. Con này đang nổi đông nổi bóng đánh đá. Mấy ao mây mà cái đó. Ừ. Mây nhá. Mấy ao mây này. Vườn nam mì nó cuốn mì đi. Mày dùng cuốn mì. Bà nào có chỉ không? Bà nào có chỉ đấy? Không chua không gọi là chanh không thiên không lại có chỉ gì cả. Chuẩn. Ngoan là tính chua, ngoan là tính của chị rồi. Bà ơi bà, bỏ cái hoa giả kia xuống đi, bàn thờ không thắp hoa giả, không thắp đồ giả đâu nhá. Hoa giả thế kia. Mua hoa tươi về mà thắp, thắp hoa giả làm cái gì? Cô điệu đời quá. Giờ này phải mua hương với chị. Mẹ ơi, giờ này phải mua hương với chị nha. Đấy, làm đẹp thế còn gì nữa. Chào Nga ngoan nhé, chào mọi người đang xem nhá. Đúng rồi. Ghét đến kẻ đang nói điêu ngoa lá. Ghét đến kẻ nào mà điêu ngoa cái đơn sai hai lời là ghét lắm đấy. Lấy về sâu vào đi. Lấy này này, sâu này vào. Sâu từng ăn nhé, xong là phô con cang nào vậy? Đừng bóng. Đừng bóng lắm rồi.
Dạo này là nóng lòng, nóng ruột, nóng gan lắm rồi. Chỗ nào cũng hồng. Dạo này xem bé lắm hầu đồng. Thích lắm rồi. Em chào mọi người đang xem nhá. Ba ấy bà, tấm món nằm bơ bục bơ rào với tanh táo. Cô khiến vậy. Xong là amak rau này, tuy không vậy về tầm mà đen ý nhưng mà xong bạc. Su. Tăng rào nhá, tăng ăn ta phục nè. Con xinh quá, cảm ơn Nga Ngoan nhá. Chúc Nga Ngoan buôn may bán đắt nhá. Em chào mọi người đang xem, chúc mọi người một ngày tốt lành nhá. Nhiều tài em nhé. Em chả cảm ơn chị Quyên nha, cảm ơn chị Quyên Hoàng nha, em cảm ơn chị. Cái đấy là cầu vàng phải không? Đây là làm cái kiếm nữa. Hương xinh này có thể ơi. Dạo này thầy nổi cơn đồng bóng, toàn thích màu hương thôi chị ơi. Mỗi ăn uống thằng nào cũng không ăn rào tôi. Ôi dồi ôi, chào cảm ơn cô Hoàng Oanh nhá. Chúc cô đắc tài sai lộc nhá. Em chào mọi người nhá, mọi người ơi. Người người nhà nhà đi du lịch miền ngược thì về miền xuôi. Mình không được đi, mình đi làm. Buồn ấy là buồn. Này, được chưa? Bằng này có khi đủ rồi đấy. Cho lên cạnh đào. Làm bê chưa? Làm bê cá chưa? Em chào mọi người nhé, chào cô Điệp nhá. Ô, bà nào làm méo cái mùng này rồi.
mà làm mạnh quá thì đủ tay là à mà kéo bờ đứng mà bị giải này là rửa nước nóng đấy. Hát có túi quét thuyền bên này bếp bà các công vô bếp thời ạ bị bà nhặt bếp thắp vào bấm các công vô bếp thay quét thế này bé kiểu làm thế nào để lấy được vợ đấy nhé, làm ở đâu thầy trẻ làm ở xã Hưng Vũ huyện Bắc Sơn. Chấm nhận đây là xã Hưng Vũ mà nhỉ bà nhỉ, thôn Nông Lục, thôn Nông Lục bà ấy có thuốc lá, lấy hai bao thuốc lá lên đây, trầu cau lên đây. Chúc cô nhiều sức khỏe, em cảm ơn chị Tuyền nhá. Chị ơi, chúc chị buôn may bán đắt nhá. Chúc chị cầu được ước thấy nhá. Cầu sao thì được vậy, nhiều sức khỏe, nhiều bình an, có thêm đồng ngân, đồng xuyến để hoàn thành mọi ước mơ nhá. Cảm ơn trời cái có cũng mời cô nhé. Vâng ạ, vâng cô anh nhá. Cháu cảm ơn cô nhá. Chúc cô anh được mắc tài sai lộc, được yên cung yên căn nhá. Nhiều sức khỏe, nhiều bình an để cứu nhân độ thế nhá. Bà ấy từ từ ra cái căn mua hoa tươi chưa, lấy lọ hoa về đây. Ôi giời ơi, có à? Ban thờ là không được thờ hoa quả nhựa, hoa quả giả, hoa giả cũng không được thắp, chỉ thắp hoa tươi mùng 1 hoặc 15 có thì thắp lên chứ không được, đừng có mà thắp hoa giả. Không có thì thôi. Đã không có thì đừng có thắp, mà có đã thắp lên thì phải thắp đồ thật, làm giả để ăn thật thế nào được. Trầu cau. Thịt gà chưa? Lau dọn bàn thờ đi, do quét tiếp do đấy xuống đi để tí nữa lại bắt hương mới. Cái bát nhang mới thì là lấy nước lá bưởi lá đào về rửa đi. Lấy do về chưa? Khẩn trương lên, có làm việc. Nó quen đi được. Mì mì. Nó mì nó 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 mì. Nó m
làm không có làm không biết làm à. Đây 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 làm quái đi. Để em cảm ơn chị Thảo nhé. Chúc chị Thảo buôn may bán đắt nhá. Thầy nó gọi cô thầy cũng được. Chúc cháu nhiều lộc lá. Cháu cảm ơn cô Nga nha. Cô Nga hôm nào được rỗi qua nhà cháu chơi nha. Ba bà ở đây gọi là đình gì đấy? Ở chỗ này có đình nông lục à? Ở đây có thao công mua bán không này hay là chỉ có mỗi cái đình thôi? Không có thổ công thổ địa. Có thần linh thổ địa không? Ừ có. Là khu gọi là cái gì? Khu nông lục. Vẫn gọi là nông lục. Ừ. Có xóm gì hết? Chó là nông lục. Ừ. Chó vẫn là người ta ngon. Ngon nông lục. Vẫn đây thôn đi thôn nông lục. Ừ, ngon đi ngon. Thôn nông lục. Ừ. Con chỉ là con nông lục phải tao. Hả? Cái tăng. Tánh táo, tánh táo, tánh táo. Đình cũng là đình nông lục. Ừ, đình nông lục. Hát túi, hát ngang, hát to không vậy? Mấy ý để cảm ơn đăng kê. Anh đây hát đây. Xong rồi bà ơi. Xong rồi ông mà tôi bà đây cuốn không ấy. Ông mà ơi lan con bơ chía bán nè. Đây 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 rồi. Ông bát mà ông bát cái mà. Bát câu này. Bát cú ấy. Đi nhỏ hành lên. Bà kê xa mà lại cái đồ nó nhanh nhẩu bằng cái mưa. Bà tớ nó hát đặc quá rồi cũng mà lấy hát đi. Tại sao sán mà đó? Tại để chú cắt đi về. Ờ, bác sáng nó quét rồi. Mì dầu nhỉ? Mì dầu hỏa nhỉ? Cô rẻ cả bớ rồi, cô tán lấy cái lọ. Gòn, gòn thầm luộc. Gòn thầm luộc. Là như hả? Hôm nay tiếng lấy là gòn thầm luộc. Tiếng lấy là thầm luộc thôn. Hả? Thôn nông lục. Thôn nông lục. Ừ, tiếng lấy là đấy hả con? Như này đấy hả bạn? Anh bình giá đấy hả bạn? Ăn đấy hả con? Ừ, thôn nông lục. Tiếng lấy là con nông lục. Tăng rồi, vẫn khám y kẹo rồi đấy tăng, vùng đấy tăng. Kinh tổ tùng chẳng biết tổ tùng. Ừ, đúng rồi, cái gọi là kinh rụng canh, chẳng là rụng canh. Tiêm nhau đấy. Tiêm đi, tiêm dầu đi. Ôi, chén này. Ôi, áo khô, áo khô, áo khô, áo mó mày chứ. Anh áo cái tức không có nắm nè. Tức lòng nó nắm mày. Tức nó nắm, bó là ông có rau tức bụi bơi. Mà rau anh lấy mòn cái tăng tức cái tức bụi bơi. Các bà này quên hết thôn xóm rồi. Để đấy tí nữa cho. Tí nữa đi nè. Là khu trăng nắp ăn trong hát. Thế thì phải gọi là gòn gòn thầm luộc mà lại là cái thôn nông lục. Ừ, thôn nông từ đồng xóm mới đến thôn mới đến xã. Xóm à, đây là mà đây đây xóm là gần bằng là này chứ theo như này là gần nông lục, xóm nông lục. Ừ, cái thôn nông lục bạn ơi. Ừ, thôn nông mà anh ấy là mà đây thôn là tiếng kéo là mà đây cả thôn nông lục.
Này con là tang chứ, tang con tang cả thùn là thùn chứ, tang thì là tang. Làm nên nó có lại gì vậy? Có lại như thế vậy, như thế má mình ơi. Ừ. Giao tới từ xã còn thiếu là cũng để hát thôn. Ừ, thôn nông lục xã Hương Phú. Ơi. Mà chắc được là đây là hát vào đây. Hương Phú à cháu, vâng, là mở Hương Phú. Cô Mây à. Như con thơ rồi, mình mới thấy ra tiếng kéo là thôn nông lục. Cái này ra đây con nó luôn. Ừ, chứ con nó luôn. Đi về. Đi quá quần đi về. Ở đâu thì hô đấy. Thôn nông lục đây cái nước là tờ tiếng này em đây gọi là non thôn giao sơ xuân giao vẫn là Hưng Vũ. Ừ, thôn giao vẫn là Hưng Vũ. Tiên hồi thì là tiếng này là dục cuối. Ừ đấy, ở bên đi vào trong kia là Minh Lán đấy, là nó là bà Minh Lán, nhưng mà ở kia là lại gọi dục đấy đấy má vẫn nè. À, như nào rồi con? Ừ, với em làm nhà gì nè. Thích Vân. Ngắn này dâu nó đo đơ. Bằng này do không đủ đâu báo rồi. Mà nghỉ chứ. Tức phúc tắm.